Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh đang có mặt trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km. Biển Xanh ở đây để tiếp tục chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một vị trí để chúng ta có thể đầu tư sinh lời hoặc xây quán kinh doanh buôn bán rất là tuyệt vời, một vị trí vô cùng là đắc địa và hiếm hoi trên thị trường hiện tại quý anh chị nhé. Vị trí bất động sản ngày hôm nay là một lô đất view kênh nước du lịch sông Trăng, view trực diện công viên 7 kỳ quan thế giới. Trước mặt chúng ta là một con kênh du lịch sông Trăng vô cùng là mát mẻ, con kênh có nước chạy ra chạy vào cho nên là khá là sạch sẽ quý anh chị. Và bên kia kênh chính là công viên 7 kỳ quan thế giới. Vị trí bất động sản ngày hôm nay là một vị trí vô cùng là đắc địa. Trên cái mặt tiền view kênh dọc hướng Bắc này chỉ có mấy lô thôi quý anh chị nhé. Từ bên ống nước mình đo sang bên phải là 5m và dài xuống phía sau là 21.82. Tổng diện tích trên sổ là 109.1m². Lô đất này thì vỉa hè rất là to, vỉa hè lên đến 5m, lòng đường nhựa 10m, đường thông. Và trước mặt là một con kênh nước du lịch sông Trăng, đối trực diện bên kia chính là công viên 7 kỳ quan thế giới. Với cái vị trí này thì quý anh chị mình có thể là xây quán cà phê sống ảo, kinh doanh buôn bán thì quá là tuyệt vời. Hoặc là những quý anh chị nào mua để đầu tư sinh lời cũng như là xây nhà để ở, an cư lập nghiệp thì rất là mát, vừa ở vừa kinh doanh được luôn quý anh chị nhé. Vị trí cực kỳ là hiếm, ngang 5, dài 21.82, tổng diện tích 109.1m², lô đất này có hướng Bắc. Sổ hồng riêng, thổ cư 100%, sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Và lô này có giá cực kỳ là rẻ, chủ đất đang cần tiền, bán gấp trong 5 ngày, chỉ có 2.080.000.000, giá bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Con đường này là con đường chạy thông hai đầu luôn quý anh chị nhé. Chạy thẳng theo con đường này thì chúng ta sẽ kết nối ra đường Rừng Xến hoặc là đường nhựa Lục Viên, kết nối ra khu vực chợ Đình, đi về ngã ba Mỹ Hạnh rất là gần. Chỉ có 2.080.000.000, chủ đất đại hạ giá, bao thuế phí công chứng sang tên cho chúng ta để bán gấp trong 5 ngày. Những quý anh chị nào xem được video clip này của Biển Xanh thấy nó phù hợp nhu cầu tài chính của mình đang tìm kiếm ở những cái vị trí mà đắc địa, view kênh, view công viên 7 kiều ăn như thế này thì rất là hiếm sản phẩm. Bất động sản là bất động, chúng ta không thể nào mà di rời đi được một vị trí khác, cho nên khi những cái vị trí đẹp xuất hiện chúng ta mua sở hữu thì mình xây nhà lên, buôn bán kinh doanh nó sẽ mất đi, không có còn xuất hiện bán trên thị trường nữa. Chính vì thế mà chúng ta xem được những cái vị trí mà đắc địa, hãy nhanh tay sở hữu lấy một vị trí quý anh chị nhé. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được phép tạm dừng video clip này tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt.